Bạn đã bao giờ dừng lại và tự hỏi, tất cả những gì ta đang cố gắng níu giữ, liệu có mãi mãi? Cuộc đời với những thăng trầm, đau khổ và hạnh phúc chỉ như một giấc mộng thoáng qua. Trong video hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một trong những khái niệm sâu sắc nhất của cuộc sống, vô thường. Trên đời này, mọi thứ đều không ngừng thay đổi, như những con sóng vỗ về bờ cát, cuốn trôi những gì từng thân quen và mang đến những điều mới mẻ. Chính trong dòng chảy ấy, chúng ta nhận ra rằng, vạn vật không có gì là vĩnh cửu. Hãy tưởng tượng cuộc đời như một giấc mộng. Những gì bạn nắm giữ hôm nay có thể sẽ vụt biến mất vào ngày mai. Như Đức Phật đã từng dạy, cái gì có hình tướng đều là hư hoại. Câu nói này như một tiếng chuông ngân vang trong tâm trí, nhắc nhở chúng ta rằng, thế gian này chỉ là cõi tạm, không có gì là mãi mãi. Nhưng liệu chúng ta có thể sống mà không bị cuốn vào sự dính mắc với những điều phù du hay không? Trong video này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách mà sự vô thường không chỉ là một quy luật tự nhiên, mà còn là một bài học quý giá về sự buông bỏ và an lạc. Khi chấp nhận rằng mọi thứ đều chỉ là ảo ảnh, ta sẽ học cách sống trọn vẹn trong từng khoảnh khắc, không còn lo sợ trước những biến động của cuộc đời. Bạn sẽ được chứng kiến những câu chuyện đầy cảm hứng về những người đã tìm thấy bình yên giữa những thay đổi không ngừng và nhận ra rằng chính sự vô thường ấy đã giúp họ trưởng thành và tìm thấy hạnh phúc. Hãy cùng chúng tôi đón nhận những bài học từ cuộc sống, để từ đó mỗi bước đi của chúng ta sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn và tâm hồn sẽ trở nên an yên hơn. Nếu bạn đang tìm kiếm câu trả lời cho những thắc mắc về cuộc sống, về những mất mát hay sự đau khổ, thì video này chính là dành cho bạn. Hãy nhấn play và cùng chúng tôi khám phá hành trình kỳ diệu của sự chấp nhận và yêu thương, nơi mà vô thường trở thành cánh cửa dẫn đến sự giác ngộ. Mời bạn cùng trải nghiệm những suy ngẫm sâu sắc và cảm nhận sự an lạc trong từng khoảnh khắc của cuộc sống, từ đó tìm thấy niềm vui đích thực trong trái tim mình. 1. Vạn vật là vô thường, quy luật không thể tránh khỏi. Trong Phật giáo, vô thường được xem là một trong ba pháp ấn quan trọng nhất, một khái niệm nền tảng giúp chúng ta hiểu rõ về bản chất của cuộc sống. Vô thường không chỉ đơn thuần là một triết lý, mà còn là quy luật chi phối mọi hiện tượng trong vũ trụ, từ những điều nhỏ bé nhất như cơn gió thoảng đến những điều lớn lao như sự sống và cái chết. Mọi thứ đều chịu ảnh hưởng của sự thay đổi liên tục. Khi chúng ta nhìn vào cuộc sống hàng ngày, có thể dễ dàng nhận thấy sự vô thường hiện hữu. Ví dụ, bạn có thể bắt đầu buổi sáng với tâm trạng vui vẻ, nhưng chỉ sau một cuộc điện thoại hay một tin nhắn không mong muốn, tâm trạng đó có thể thay đổi hoàn toàn. Những cảm xúc như vui vẻ, buồn bã, giận dữ hay hạnh phúc đều không đứng yên, mà liên tục biến đổi, phản ánh đúng quy luật vô thường. Đức Phật đã từng dạy rằng, không có gì trong vũ trụ này là bất biến. Ngài khuyên chúng ta không nên bám víu vào những điều tạm thời, bởi vì mọi thứ đều có thể thay đổi. Lời dạy này mang tính thực tiễn cao, giúp chúng ta giảm bớt nỗi đau khi phải đối mặt với sự mất mát hay thay đổi trong cuộc sống. Khi chấp nhận rằng mọi thứ chỉ là tạm bợ, chúng ta sẽ học được cách sống nhẹ nhàng hơn, không còn quá lo lắng về những điều có thể xảy ra. Một ví dụ điển hình về sự vô thường chính là cuộc sống của các mối quan hệ. Có thể bạn từng có một tình bạn khăng khít, nhưng theo thời gian, những khác biệt và áp lực của cuộc sống có thể khiến mối quan hệ đó trở nên xa cách. Tình yêu, tình bạn hay bất kỳ mối quan hệ nào cũng đều phải trải qua những giai đoạn thăng trầm, không thể tránh khỏi sự thay đổi. Nếu chúng ta quá bám víu vào những kỷ niệm đẹp hoặc lo sợ về việc mất đi những mối quan hệ đó, thì chỉ khiến chúng ta thêm đau khổ. Sự vô thường không chỉ giới hạn trong các mối quan hệ hay cảm xúc, mà còn hiện diện trong các giá trị vật chất mà chúng ta thường theo đuổi. Nhiều người dành cả cuộc đời để tích lũy tài sản, tìm kiếm danh vọng, mà không nhận ra rằng những thứ đó có thể biến mất chỉ trong một khoảnh khắc. Chẳng hạn một cơn bão có thể cuốn đi tất cả những gì ta đã xây dựng trong nhiều năm. Chính vì vậy, việc nhận thức được sự vô thường sẽ giúp chúng ta thay đổi cách nhìn nhận về những thứ mình đang theo đuổi. Khi chúng ta nhận ra rằng tài sản, địa vị xã hội hay thành công đều không thể đem lại hạnh phúc vĩnh cửu, chúng ta sẽ dễ dàng buông bỏ những điều không cần thiết.
hạnh phúc thực sự không nằm ở những thứ bên ngoài mà chính ở bên trong tâm hồn. Đó là lý do tại sao Đức Phật luôn nhấn mạnh sự cần thiết của việc nuôi dưỡng trí tuệ và lòng từ bi. Trong giáo lý của Đức Phật, việc hiểu biết về sự vô thường không chỉ đơn thuần là chấp nhận thực tế, mà còn là một cơ hội để phát triển tâm hồn. Khi chúng ta chấp nhận rằng mọi thứ đều có thể thay đổi, ta sẽ biết trân trọng từng khoảnh khắc sống, không còn để những điều nhỏ nhặt làm tổn thương mình. Ngược lại, ta có thể sống trọn vẹn hơn với những người xung quanh, yêu thương họ nhiều hơn, vì ta hiểu rằng thời gian bên nhau là hữu hạn. Một câu chuyện thú vị để minh họa cho sự vô thường trong cuộc sống là câu chuyện về một vị vua nổi tiếng. Vị vua này đã từng rất kiêu ngạo vì quyền lực và tài sản của mình. Nhưng khi nghe tin về cái chết của một người bạn thân, ông đã ngã quỵ vì nhận ra rằng không có gì là vĩnh cửu, kể cả sự sống. Từ đó, ông đã quyết định từ bỏ quyền lực, sống một cuộc đời giản dị hơn và giúp đỡ những người nghèo khổ. Qua câu chuyện này, ta thấy rằng sự hiểu biết về vô thường có thể mang lại những thay đổi tích cực cho cuộc sống của mỗi người. Chấp nhận sự vô thường không có nghĩa là ta trở nên thờ ơ với cuộc sống. Trái lại, nó thúc đẩy chúng ta sống tích cực hơn, làm những điều có ý nghĩa, để lại dấu ấn cho thế hệ mai sau. Khi ta nhận thức rằng từng khoảnh khắc đều quý giá, ta sẽ không ngừng nỗ lực, sáng tạo và cống hiến. Điều này giúp cho cuộc sống trở nên phong phú và đầy ý nghĩa hơn. Sự vô thường cũng gợi nhắc chúng ta về lòng từ bi. Khi chứng kiến nỗi khổ của người khác, chúng ta dễ dàng hiểu rằng họ cũng đang trải qua những biến cố không thể tránh khỏi. Việc phát triển lòng từ bi không chỉ là hành động tốt đẹp, mà còn là cách để chúng ta mở rộng tâm hồn, chấp nhận sự đa dạng của cuộc sống. Hơn nữa, những bài học từ sự vô thường còn giúp chúng ta trang bị tâm lý vững vàng trong những lúc khó khăn. Khi phải đối mặt với khổ đau, chúng ta sẽ nhớ rằng mọi thứ rồi sẽ qua đi, và chỉ có sự kiên nhẫn mới giúp ta vượt qua. Thay vì tìm cách trốn chạy khỏi đau khổ, chúng ta học cách chấp nhận và trưởng thành từ đó. Một câu nói nổi tiếng của Đức Phật mà nhiều người thường nhắc đến là: hãy sống như thể hôm nay là ngày cuối cùng. Đây không chỉ là một lời khuyên, mà còn là một lời nhắc nhở về sự quý giá của thời gian. Đừng để những điều vô nghĩa khiến ta chần chừ trong việc sống thật ý nghĩa. Cuối cùng, việc hiểu và chấp nhận sự vô thường không chỉ giúp chúng ta sống thanh thản hơn, mà còn mở ra những cơ hội để phát triển bản thân. Nó dẫn dắt chúng ta đến sự tỉnh thức, nơi mà chúng ta có thể sống trọn vẹn với những gì mình có. Khi ta biết buông bỏ những gì không cần thiết, chúng ta sẽ tìm thấy tự do và sự an lạc trong tâm hồn. Như vậy, vô thường không chỉ là một triết lý khô khan, mà là một lăng kính giúp chúng ta nhìn nhận cuộc sống một cách sâu sắc và đầy ý nghĩa. Hãy để sự vô thường trở thành người bạn đồng hành trên con đường tìm kiếm hạnh phúc và an lạc của bạn. Cõi đời này, bất kể là giàu sang hay nghèo khó, đều chỉ là những chặng đường ngắn ngủi trong vòng tay của thời gian. Dù chúng ta có tạo dựng được những thành công lớn lao hay chỉ là những bước đi nhỏ bé, sự thật là tất cả sẽ đều trôi qua như dòng sông chảy mãi không ngừng. Ngay cả vũ trụ bao la, với những vì sao lấp lánh và các hành tinh quay quanh, cũng không thể tránh khỏi quy luật này. Mọi thứ đều có thời điểm ra đời và sẽ đến lúc tiêu tán như những làn khói trong gió. Trong kho tàng trí tuệ của Phật giáo, bài kinh Kim Cương Bát Nhã đã nêu rõ rằng: nhất thiết hữu vi pháp, như mộng, huyễn, bào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán. Câu thơ này không chỉ mang tính triết lý cao siêu, mà còn là lời nhắc nhở sâu sắc về sự phù du của mọi vật. Tất cả những gì có hình tướng đều như giấc mơ, ảo ảnh, bong bóng, sương mù hay chớp nhoáng. Chúng ta được khuyến khích nhìn nhận sự vật với một cái nhìn khác, một cái nhìn thoát khỏi sự bám víu và chấp trước. Thế gian này không tồn tại mãi mãi, và việc gắn bó với những thứ hư ảo sẽ chỉ đem lại khổ đau. Khi chúng ta sống trong thế giới hiện đại, nơi mà những giá trị vật chất thường được đặt lên hàng đầu, rất dễ để chúng ta quên đi rằng tất cả đều chỉ là tạm thời. Chúng ta chạy theo sự thành công, theo những mục tiêu cá nhân và vật chất, nhưng có mấy ai dừng lại để suy nghĩ về ý nghĩa thực sự của cuộc sống? Có những người dành cả đời để tích lũy tài sản, nhưng đến cuối cùng, họ nhận ra rằng những gì họ nắm giữ không thể mua được hạnh phúc và sự bình an trong tâm hồn. Đó chính là bài học đau thương mà nhiều người phải trải qua. Sự hiểu biết về tính chất vô thường này
không chỉ giúp chúng ta có cái nhìn đúng đắn về cuộc sống, mà còn tạo cơ hội cho chúng ta học cách buông bỏ. Buông bỏ không có nghĩa là từ bỏ, mà là biết chấp nhận và không bám víu vào những điều không còn giá trị. Đức Phật đã dạy rằng, nơi nào có tâm, nơi đó có khổ. Chính vì vậy, khi ta buông bỏ những điều không cần thiết, tâm hồn sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn, dễ dàng chấp nhận sự thay đổi và biến đổi của cuộc sống. Trong từng khoảnh khắc, khi ta thở, ta nhận ra rằng mọi thứ xung quanh đang thay đổi. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, những chiếc lá cây rơi, những cánh hoa nở rồi tàn. Tất cả đều diễn ra trong sự chuyển động không ngừng của thời gian. Chúng ta có thể chạm tay vào cuộc sống, nhưng không thể nắm giữ nó mãi mãi. Ngày hôm nay, những người ta yêu thương có thể còn ở bên cạnh, nhưng ngày mai thì không ai biết trước điều gì sẽ xảy ra. Chính sự tạm bợ của mọi thứ khiến ta trân trọng hơn từng giây phút hiện tại. Hãy thử nghĩ về một kỷ niệm đẹp trong quá khứ. Có thể đó là một bữa tiệc sinh nhật, một chuyến đi du lịch, hay chỉ đơn giản là những giây phút bên gia đình và bạn bè. Những khoảnh khắc ấy tuy đẹp đẽ nhưng cũng đã qua đi. Ta không thể quay lại để sống lại những giây phút ấy, nhưng ta có thể tạo ra những kỷ niệm mới, sống hết mình trong hiện tại. Khi chúng ta nhận ra rằng mỗi khoảnh khắc đều có giá trị riêng của nó, ta sẽ biết quý trọng những điều xung quanh hơn. Câu chuyện của những người đã trải qua biến cố lớn trong cuộc đời cũng là minh chứng cho sự vô thường này. Có những người đã từng thành công rực rỡ, nhưng chỉ trong một đêm, họ mất hết mọi thứ. Có người đã trải qua những mất mát đau thương, nhưng chính nhờ vào đó, họ đã tìm thấy sự an lạc trong tâm hồn. Họ nhận ra rằng cuộc sống không chỉ đơn thuần là những gì họ có, mà còn là những gì họ cảm nhận và trải nghiệm. Vì vậy, việc chấp nhận sự vô thường không phải là một điều bi quan. Ngược lại, đó là một cơ hội để ta mở lòng với cuộc sống. Khi ta biết rằng mọi thứ sẽ qua đi, ta sẽ không còn sợ hãi trước những thay đổi. Ta sẽ dễ dàng tha thứ cho bản thân và người khác và sống với lòng biết ơn cho những điều hiện có. Cách mà chúng ta sống, cách mà chúng ta nhìn nhận sự vật, tất cả đều phản ánh tâm hồn bên trong. Một tâm hồn thanh thản sẽ không bám víu vào quá khứ hay lo lắng về tương lai. Thay vào đó, họ sẽ sống hết mình trong từng giây phút, tìm thấy hạnh phúc trong những điều giản dị. Bằng cách này, chúng ta có thể tạo ra một cuộc sống có ý nghĩa hơn, không chỉ cho bản thân mà còn cho những người xung quanh. Đức Phật đã dạy rằng, chúng ta không thể thay đổi gió, nhưng chúng ta có thể điều chỉnh cánh buồm của mình. Chính sự nhận thức về tính vô thường giúp chúng ta điều chỉnh cuộc đời theo cách mà ta mong muốn. Chúng ta không thể kiểm soát mọi thứ xảy ra xung quanh, nhưng ta có thể kiểm soát cách mà chúng ta phản ứng với những thay đổi đó. Hãy biến những thách thức thành cơ hội để phát triển và từ đó tìm thấy niềm vui trong cuộc sống. Mỗi ngày sống là một món quà, và khi ta nhận ra rằng sự sống này thật ngắn ngủi, ta sẽ càng thêm trân trọng từng khoảnh khắc. Sự vô thường chính là động lực để ta sống chân thật hơn, yêu thương nhiều hơn và cảm nhận cuộc sống sâu sắc hơn. Hãy mở lòng, chấp nhận sự biến đổi của cuộc sống và sống như thể mỗi ngày là một món quà quý giá, bởi vì nó thực sự là như vậy. 2. Cõi trần là tạm bợ, sự vô nghĩa của việc truy cầu đời sống vật chất. Cuộc sống trần thế thường cuốn chúng ta vào vòng xoáy của những lo toan và bon chen. Chúng ta mải miết theo đuổi các mục tiêu vật chất, từ công danh, sự nghiệp cho đến tài sản và những mối quan hệ xã hội. Những thứ này có vẻ rực rỡ và đầy quyến rũ, giống như những bông hoa nở rộ dưới ánh nắng mặt trời. Nhưng thực tế, tất cả chỉ là sắc thái tạm bợ trong cuộc đời ngắn ngủi này. Nhiều khi, chúng ta đặt ra cho mình những tiêu chuẩn cao về thành công, một công việc ổn định, một gia đình hạnh phúc, những tài sản đáng mơ ước. Mỗi ngày chúng ta dành hàng giờ để làm việc, cố gắng hết mình để kiếm tiền, nâng cao vị thế xã hội. Nhưng giữa dòng chảy đó, không ít người đã quên mất rằng thời gian là thứ quý giá nhất mà chúng ta đang dần tiêu phí. Mỗi phút trôi qua, ta đang tiến gần hơn đến điểm dừng cuối cùng của cuộc đời. Và khi nhìn lại, liệu những gì ta có thực sự mang lại hạnh phúc bền vững? Chúng ta sống trong một xã hội mà giá trị vật chất thường được tôn vinh hơn cả. Những chiếc xe sang trọng, căn nhà lộng lẫy hay những bữa tiệc xa hoa dường như trở thành thước đo cho thành công và hạnh phúc. Tuy nhiên, khi tất cả những điều đó biến mất, những gì còn lại chỉ là những kỷ niệm mờ nhạt, những khoảng trống không thể lấp đầy bằng tiền bạc hay quyền lực. Đức Phật đã từng dạy rằng, tất cả mọi thứ đều là vô thường.
Lời dạy này không chỉ mang tính triết lý, mà còn là một lời cảnh tỉnh về việc chúng ta thường mải mê chạy theo những thứ phù du. Thế giới vật chất có thể mang lại cho chúng ta những cảm giác thỏa mãn tạm thời, nhưng liệu có mấy ai dám chắc rằng hạnh phúc thực sự đến từ những điều đó? Khi ta ngồi lại, trong những khoảnh khắc tĩnh lặng, chúng ta mới có thể cảm nhận rõ ràng rằng giá trị thực sự của cuộc sống không nằm ở những gì ta sở hữu, mà nằm ở sự kết nối, tình yêu thương và những trải nghiệm chân thật. Hạnh phúc không phải là điều có thể mua được. Nó là cảm giác đến từ bên trong, từ cách chúng ta trải nghiệm cuộc sống, đối diện với chính mình và mở lòng ra với những người xung quanh. Việc mãi chạy theo đời sống vật chất chỉ là một hành trình mệt mỏi. Và đến cuối cùng, những giá trị đích thực mới là điều ta nên trân trọng. Thế nên, thay vì đắm chìm trong cuộc đua không hồi kết của vật chất, hãy để ý đến những điều nhỏ bé mà quý giá trong cuộc sống. Một lời nói yêu thương, một khoảnh khắc yên bình, hay một giây phút lặng thầm trong tĩnh lặng của tâm hồn. Bởi chỉ khi đó, chúng ta mới thực sự hiểu được ý nghĩa thật sự của hạnh phúc và tìm thấy sự bình an nội tâm mà bấy lâu nay ta vẫn hằn kiếm tìm. Sự thật là, cuộc sống này chỉ như một cái chớp mắt trong vĩnh hằng. Như những chiếc lá trên cành cây, chúng ta có thể xanh tươi, nhưng cuối cùng rồi cũng sẽ héo tàn. Khi suy ngẫm về điều này, có lẽ ta nên tự hỏi, liệu những thứ ta đang chạy đua có thực sự xứng đáng với thời gian và tâm sức của mình không? Nếu không, tại sao ta lại để những điều tạm bợ này chi phối và làm lu mờ ý nghĩa cuộc sống của mình? Cuộc sống không chỉ là những thành tựu vật chất. Đôi khi, những niềm vui giản dị như một buổi chiều bên gia đình, một cuộc trò chuyện cùng bạn bè, hay chỉ là khoảnh khắc im lặng bên tách trà, lại thực sự mang đến cho ta cảm giác bình yên và hạnh phúc. Trong một xã hội hiện đại đầy xô bồ, nơi công nghệ và sự bận rộn đẩy con người vào trạng thái căng thẳng liên miên, việc tìm thấy những khoảnh khắc yên bình trở nên quý giá vô cùng. Chính trong những khoảnh khắc đó, ta mới có cơ hội ngồi lại, suy ngẫm về cuộc sống, về những giá trị thực sự quan trọng. Như Đức Phật đã từng dạy, sự thỏa mãn không đến từ sự nắm giữ, mà đến từ sự buông bỏ. Điều này không có nghĩa rằng chúng ta không nên mơ ước hay nỗ lực phấn đấu trong cuộc sống. Mà ngược lại, điều quan trọng là ta cần biết cách buông bỏ những gì không thực sự cần thiết, những thứ không mang lại giá trị bền vững cho cuộc đời mình. Chỉ khi làm được điều này, ta mới có thể giữ vững tâm hồn thanh thản, không bị lung lay bởi những sóng gió bên ngoài, và hướng tới những điều thật sự ý nghĩa hơn. Có một câu chuyện thú vị kể về một vị thiền sư nổi tiếng. Một ngày nọ, ông nhận được bức thư từ một người bạn cũ. Người bạn này đang sống trong sự giàu có và thành công vang dội. Trong bức thư, người bạn khoe về những tài sản và thành tựu mà mình đã đạt được. Vị thiền sư chỉ mỉm cười và gửi lại một câu trả lời ngắn gọn: mọi thứ rồi sẽ qua đi. Câu trả lời của ông không phải là lời châm biếm, mà là một lời nhắc nhở về tính vô thường của cuộc sống. Dù cho ta có bao nhiêu tài sản hay quyền lực, tất cả rồi cũng chỉ là phù du, chỉ là tạm bợ trong vòng tay của thời gian. Sự tạm bợ của cuộc sống đồng nghĩa với việc chúng ta cần phải sống trọn vẹn với từng khoảnh khắc hiện tại. Hãy học cách yêu thương và trân trọng những người xung quanh, bởi vì họ là những điều quý giá nhất mà chúng ta có. Tìm kiếm niềm vui trong những điều giản dị của cuộc sống hàng ngày. Đừng để những lo toan vật chất làm lu mờ đi sự tinh khôi trong tâm hồn. Hãy để những điều quan trọng nhất dẫn dắt ta, không phải là sự chạy đuổi những thứ hào nhoáng bên ngoài. Chúng ta cũng có thể học hỏi từ những người đã trải qua khó khăn. Họ thường có cái nhìn sâu sắc hơn về cuộc sống, bởi họ đã hiểu rằng hạnh phúc không nằm ở đích đến, mà là trong hành trình. Mỗi chặng đường, mỗi thử thách đều mang đến những bài học quý giá. Và chính những bài học này mới là điều tạo nên giá trị thực sự cho cuộc sống của chúng ta. Khi ta sống trong sự nhận thức về tính tạm bợ của cuộc đời, ta sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Những áp lực, lo toan vô nghĩa sẽ dần tan biến. Thay vào đó là sự bình yên và sự tự do trong tâm hồn. Không còn bị cuốn vào cuộc chạy đua không hồi kết, ta sẽ biết cách tận hưởng cuộc sống theo cách riêng của mình, sống với lòng biết ơn và biết chấp nhận mọi điều xảy ra xung quanh. Chính trong sự giản đơn đó, cuộc sống trở nên có ý nghĩa hơn. Mỗi ngày trôi qua là một món quà quý giá mà ta cần biết trân trọng. Hãy nhớ rằng, thời gian sẽ không chờ đợi ai. Mỗi khoảnh khắc trôi qua đều mang trong mình giá trị vô giá, nhưng cũng dễ dàng bị lãng quên trong vòng xoáy của cuộc sống. Nếu hôm nay bạn cảm thấy không hài lòng với những gì mình đang theo đuổi, hãy dành một chút thời gian để xem xét lại những giá trị thật sự trong cuộc sống. Đôi khi,
Chỉ cần một thay đổi nhỏ trong cách nhìn nhận và tư duy có thể tạo ra những chuyển biến bất ngờ, giúp ta sống trọn vẹn và ý nghĩa hơn với từng giây phút hiện tại. Sự thật là, cuộc sống không chỉ là những gì ta nhìn thấy, mà còn là những gì ta cảm nhận. Khi ta nhận thức được rằng cõi trần chỉ là tạm bợ, ta sẽ mở ra cơ hội để sống với sự tự do và bình yên thực sự trong tâm hồn. Đừng để những áp lực từ bên ngoài che mờ khả năng cảm nhận sâu sắc của ta về cuộc sống. Hãy để trái tim và tâm trí mở rộng, đón nhận mọi trải nghiệm với sự tĩnh lặng và chân thành. Bởi vì trong vòng tay của thời gian, mỗi khoảnh khắc đều là một món quà quý giá mà cuộc sống ban tặng cho chúng ta. Câu chuyện về vị vua giàu có trong giáo lý Phật giáo là một minh chứng sâu sắc về giá trị thực sự của cuộc sống, chạm đến những vấn đề cốt lõi của bản chất con người. Vị vua này, dù sở hữu mọi thứ mà thế gian coi trọng, của cải, quyền lực, danh vọng, nhưng vẫn cảm thấy cuộc sống của mình trống rỗng. Điều này không phải là điều hiếm gặp. Thực tế, rất nhiều người trong chúng ta cũng có thể thấy mình trong câu chuyện này. Đó là một cuộc sống mà bên ngoài có vẻ hoàn hảo, nhưng bên trong lại đầy rẫy những khát khao và nỗi cô đơn không được đáp ứng. Khi còn trẻ, vị vua từng mơ ước về quyền lực và sự giàu có, và ông đã dành cả cuộc đời mình để theo đuổi những thứ mà xã hội coi là quan trọng nhất. Ông xây dựng cung điện lộng lẫy, sở hữu những món đồ quý giá và sống trong nhung lụa. Nhưng khi đêm xuống, khi mà ánh đèn rực rỡ đã tắt, ông lại đối mặt với sự cô đơn và trống trải. Mỗi ngày trôi qua, vị vua càng nhận ra rằng những thứ vật chất ông đang nắm giữ không thể nào lấp đầy được khoảng trống trong lòng mình. Nhận thức này dần dần dẫn ông đến câu hỏi lớn: hạnh phúc thật sự là gì? Một ngày nọ, trong khi đi dạo quanh vương quốc, ông tình cờ gặp một người hành khất. Người này, dù không có gì trong tay, lại ngồi thiền định và mỉm cười một cách bình thản. Hình ảnh người hành khất khiến vị vua cảm thấy chạnh lòng. Làm sao một người không có tài sản, không có quyền lực, lại có thể sống bình thản và tràn đầy niềm vui như vậy? Từ đó, trong tâm vị vua thắp lên một ngọn lửa khao khát được tìm kiếm hạnh phúc thật sự. Một hạnh phúc không bị chi phối bởi của cải và danh vọng. Cuối cùng, vị vua đưa ra một quyết định táo bạo: từ bỏ tất cả. Ông rời bỏ vương quốc, vứt bỏ ngai vàng và của cải để lên đường tìm đến Đức Phật. Đó là một quyết định đầy can đảm, bởi không phải ai cũng dám từ bỏ những thứ mà mình đã vất vả xây dựng cả đời. Nhưng vị vua nhận ra rằng nếu cứ tiếp tục sống trong sự giới hạn của danh vọng và của cải, ông sẽ không bao giờ chạm tới được hạnh phúc chân thật. Khi ông tìm đến Đức Phật, Ngài đã chào đón ông bằng nụ cười từ bi và chỉ cho ông con đường dẫn đến sự giác ngộ. Cuộc hành trình của vị vua cũng chính là hành trình của mỗi chúng ta, từ sự truy cầu những điều phù phiếm bên ngoài đến việc tìm về giá trị sâu sắc trong tâm hồn. Khi hiểu rằng tất cả những gì ta theo đuổi chỉ là tạm bợ, ta sẽ dễ dàng buông bỏ những gánh nặng, sống tự tại và an nhiên hơn. Hạnh phúc không nằm ở việc chúng ta có bao nhiêu, mà là ở cách chúng ta trải nghiệm và cảm nhận cuộc sống từ bên trong. Mọi thứ rồi sẽ qua đi, nhưng những giá trị mà chúng ta tìm thấy từ nội tâm sẽ còn mãi mãi. Trong những ngày tháng theo học Đức Phật, vị vua đã tiếp nhận được những bài học vô cùng quý giá, giúp ông thay đổi hoàn toàn cách nhìn nhận về cuộc sống. Hạnh phúc, ông nhận ra, không phải đến từ những gì ta có, mà từ cách ta nhìn nhận và đối diện với cuộc đời. Một trong những lời dạy nổi tiếng của Đức Phật là: hạnh phúc không phải là điều mà bạn tìm thấy, mà là điều mà bạn tạo ra. Câu nói này đã làm sáng tỏ cho vị vua rằng sự thanh thản trong tâm hồn mới chính là chìa khóa để mở ra cánh cửa dẫn đến hạnh phúc thật sự. Bắt đầu từ đó, vị vua đã dấn thân vào hành trình tìm kiếm bình yên nội tâm. Ông học cách thiền định, lắng nghe tiếng lòng mình và chấp nhận mọi thứ xảy ra xung quanh với tâm thế an nhiên. Không còn mong muốn thay đổi thế giới bên ngoài, ông chuyển sự tập trung vào thay đổi bản thân. Mỗi ngày, sự thực hành giúp ông cảm nhận được sự nhẹ nhàng trong tâm hồn, một cảm giác mà ông chưa từng trải nghiệm khi còn bị giam cầm trong vòng xoáy của quyền lực và của cải. Ông dần hiểu rằng những điều mà trước đây ông coi trọng chỉ là những ảo ảnh thoáng qua trong cuộc đời. Khi đã đạt được sự giác ngộ, vị vua trở lại vương quốc của mình, nhưng không còn với tư cách của một người trị vì quyền lực, mà là một người giác ngộ, một người đã thấu hiểu chân lý của cuộc sống. Sự khao khát quyền lực danh vọng đã không còn tồn tại trong ông. Thay vào đó, ông tập trung vào việc chia sẻ những gì mình đã học được từ Đức Phật với mọi người. Ông mong muốn người dân của mình cũng có thể tìm thấy sự bình yên và hạnh phúc chân thật
từ trong tâm hồn, như ông đã trải nghiệm. Mỗi ngày, vị vua gặp gỡ và lắng nghe những người dân trong vương quốc, không còn với thái độ của một người trên cao, ban phát quyền lực, mà là một người thấu hiểu và đồng cảm. Ông chia sẻ triết lý sống mà mình đã học từ Đức Phật, khuyến khích họ tìm kiếm hạnh phúc từ bên trong, thay vì chỉ tìm kiếm từ những thứ vật chất hay ngoại cảnh. Dần dần, nhờ những lời dạy của ông, vương quốc trở thành một nơi bình yên và hạnh phúc, nơi mà con người biết trân trọng những điều nhỏ bé trong cuộc sống. Câu chuyện về vị vua này không chỉ dừng lại ở bài học về sự vô nghĩa của việc truy cầu vật chất, mà còn là một lời nhắc nhở sâu sắc về giá trị của sự giác ngộ và ý nghĩa thật sự của hạnh phúc. Trong xã hội hiện đại ngày nay, nhiều người vẫn đang chạy đua không ngừng nghỉ để đạt được những mục tiêu về danh vọng, tiền bạc, địa vị xã hội. Nhưng rồi sau khi đạt được những thứ mà họ mơ ước, họ lại cảm thấy trống rỗng và lạc lõng. Họ đã quên rằng hạnh phúc chân không nằm ở việc ta sở hữu được bao nhiêu, mà là ở cách ta cảm nhận và sống với những gì mình đang có. Chúng ta hãy dành thời gian để suy ngẫm về cuộc sống của mình, về những gì thực sự quan trọng. Có thể bạn đang bị cuốn vào sự bận rộn của công việc, bị ép buộc phải theo đuổi những mục tiêu mà xã hội đã đặt ra sẵn. Nhưng hãy thử chậm lại, nhìn lại bản thân và cuộc sống xung quanh mình, tự hỏi chính mình, điều gì thực sự làm tôi hạnh phúc? Có lẽ câu trả lời không nằm ở những mục tiêu lớn lao hay những vật chất phù du, mà nằm trong những khoảnh khắc bình dị, một tách trà nóng buổi sáng, một cuộc trò chuyện chân thành, hay đơn giản chỉ là một khoảng thời gian yên tĩnh để lắng nghe chính mình. Hãy thử sống chậm lại, dành thời gian để cảm nhận cuộc sống một cách sâu sắc hơn và tìm kiếm hạnh phúc trong những điều giản dị nhưng quý giá. Vì chỉ khi tâm hồn ta thực sự an nhiên, ta mới có thể nhìn thấy được vẻ đẹp thật sự của cuộc đời. Và hạnh phúc khi đó không còn là một điều gì xa xôi, mà là một trạng thái mà ta có thể tạo ra trong từng khoảnh khắc của chính mình. Hãy nhớ rằng, chính sự thanh thản trong tâm hồn mới là chìa khóa giúp chúng ta mở ra cánh cửa hạnh phúc. Như vị vua trong câu chuyện, khi ta nhận ra rằng tất cả đều là vô thường, chúng ta sẽ không còn bị cuốn vào những điều hư vô, mà thay vào đó sẽ sống với lòng biết ơn và trân trọng từng khoảnh khắc hiện tại. Cuộc sống sẽ trở nên ý nghĩa hơn khi chúng ta biết yêu thương và sống hết mình với những điều giản dị. Những bài học từ vị vua không chỉ có giá trị trong thời gian ông sống, mà còn vượt qua mọi thời đại, gợi mở cho mỗi người trong chúng ta một hành trình tìm kiếm hạnh phúc và ý nghĩa thực sự của cuộc sống. Sự giàu sang và quyền lực thường được xem là biểu tượng của thành công trong xã hội hiện đại. Chúng ta thường bị cuốn vào cuộc đua giành lấy những tài sản vật chất và danh vọng, với hy vọng rằng những điều đó sẽ mang lại hạnh phúc và sự mãn nguyện. Thế nhưng, thực tế lại chứng minh rằng những thứ này không thể nào mang lại cho chúng ta sự trường tồn hay an lạc thật sự trong tâm hồn. Chỉ có trí tuệ và sự giác ngộ mới giúp ta tìm thấy sự bình yên trong cuộc sống. Khi chúng ta nhìn nhận cuộc sống qua lăng kính của Phật giáo, mọi thứ hiện ra với một cách hiểu sâu sắc hơn. Cõi trần mà chúng ta đang sống không gì khác ngoài một thực tại tạm bợ, nơi mọi thứ đều biến đổi không ngừng. Những gì chúng ta đang nắm giữ, từ của cải đến quyền lực, đều không thể tồn tại mãi mãi. Điều này được khẳng định trong lời dạy của Đức Phật. Tất cả mọi sự vật đều vô thường, mọi thứ đều đến và đi. Khi nhận thức được sự vô thường của cuộc sống, chúng ta sẽ bắt đầu giảm bớt sự dính mắc vào những điều tạm thời. Từ đó bớt đau khổ khi phải đối diện với mất mát hay chia ly. Hãy tưởng tượng một ngày nào đó, bạn có tất cả những gì mà xã hội coi trọng, một ngôi nhà lớn, một chiếc xe sang trọng, tài khoản ngân hàng dày cộp và một vị trí công việc cao cấp. Bạn cảm thấy mình đã đạt được thành công, nhưng chỉ một giây phút nào đó, khi nhìn vào gương, bạn lại thấy một cái gì đó đang thiếu vắng. Đó chính là cảm giác trống rỗng mà nhiều người gặp phải, khi mà họ phát hiện ra rằng những thứ họ sở hữu chỉ mang lại sự thỏa mãn tạm thời, chứ không phải là hạnh phúc bền vững. Trí tuệ được hiểu là khả năng nhìn nhận và phân tích cuộc sống một cách sâu sắc, là điều kiện tiên quyết để đạt được sự giác ngộ. Trí tuệ không phải là những kiến thức hàn lâm hay lý thuyết phức tạp. Nó đơn giản là sự nhận thức rõ ràng về bản chất của sự sống, về sự vô thường và sự liên kết giữa mọi thứ trong vũ trụ. Khi có trí tuệ, chúng ta sẽ không còn bị cuốn theo những điều bề ngoài, mà sẽ hiểu rằng sự thật nằm trong việc chấp nhận những gì xảy ra xung quanh mình. Mỗi người đều có thể trải qua những mất mát, như cái chết của một người thân, sự thất bại trong công việc hay những mối quan hệ đổ vỡ.
Trong những khoảnh khắc ấy, nỗi đau có thể thật sâu sắc và khó chịu. Tuy nhiên, nếu chúng ta nhận thức rằng mọi thứ đều là tạm bợ, rằng sự chia ly là điều không thể tránh khỏi trong cuộc sống, chúng ta sẽ học cách đối diện với nó một cách bình thản hơn. Thay vì trốn tránh nỗi đau, hãy học cách chấp nhận nó như một phần tự nhiên của cuộc sống. Giống như trong một vở kịch, mỗi nhân vật đều có vai trò và thời gian xuất hiện khác nhau. Khi một nhân vật rời khỏi sân khấu, nó không có nghĩa là vở kịch đã kết thúc, nó chỉ là một phần trong câu chuyện lớn hơn. Hạnh phúc và đau khổ đến và đi như những làn sóng trong đại dương. Chúng ta có thể học cách bơi lội thay vì chống lại những cơn sóng ấy. Đức Phật đã nhấn mạnh rằng, việc buông bỏ là một phần quan trọng trong hành trình tìm kiếm an lạc. Không phải là buông bỏ theo nghĩa tiêu cực, mà là học cách thả lỏng sự dính mắc vào những thứ mà chúng ta không thể kiểm soát. Khi chúng ta hiểu rằng cuộc sống chỉ là một hành trình và không có gì là vĩnh cửu, chúng ta sẽ tự do hơn trong việc đối diện với những thay đổi. Những mối quan hệ, những mục tiêu và cả những khát khao cũng đều có thể đến và đi. Một ví dụ điển hình là câu chuyện về một nhà trí thức giàu có. Người đã dành cả đời mình để tích lũy tài sản. Khi ông nhận ra rằng mọi thứ mình có đều chỉ là tạm bợ, ông quyết định từ bỏ cuộc sống xa hoa và sống giản dị hơn. Ông dành thời gian để giúp đỡ những người nghèo khổ trong xã hội và tìm kiếm sự bình yên trong tâm hồn qua việc thiền định. Qua hành trình này, ông không chỉ tìm thấy an lạc cho bản thân, mà còn giúp những người khác cũng trải nghiệm được điều đó. Trí tuệ không chỉ giúp chúng ta nhận thức về sự vô thường, mà còn giúp chúng ta tìm ra giá trị thực sự của cuộc sống. Khi nhìn nhận cuộc sống dưới góc độ này, chúng ta sẽ thấy những điều nhỏ bé, giản dị xung quanh mình trở nên quý giá hơn bao giờ hết. Một buổi sáng bình yên, một cơn gió thoảng, hay tiếng cười của những người thân yêu, tất cả đều mang lại cho chúng ta niềm vui và sự an lạc mà không cần đến những thứ vật chất. Chấp nhận rằng cõi trần là tạm bợ giúp chúng ta nhẹ nhàng hơn trong cuộc sống. Khi không còn bị ràng buộc bởi những ảo tưởng về sự giàu có hay quyền lực, chúng ta sẽ dễ dàng nhận ra rằng hạnh phúc thực sự nằm trong chính tâm hồn mình. Một tâm hồn bình an, không bị ảnh hưởng bởi những điều bên ngoài, sẽ là nguồn gốc của mọi niềm vui và sự thỏa mãn. Để kết nối với điều này, hãy dành một chút thời gian trong mỗi ngày để thực hành thiền, hoặc đơn giản chỉ là ngồi yên lặng, lắng nghe tiếng lòng mình. Từ đó, bạn sẽ cảm nhận được sự an lạc trong tâm hồn, giúp bạn vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Hãy học cách yêu thương và sống trọn vẹn từng khoảnh khắc, vì đó chính là tài sản quý giá nhất mà mỗi người chúng ta đều sở hữu. Một cái nhìn sâu sắc vào cuộc sống có thể giúp ta thấy rằng trí tuệ và sự giác ngộ là những yếu tố cốt lõi mang lại hạnh phúc bền vững. Hãy luôn nhớ rằng không có gì là mãi mãi, và chính sự hiểu biết về điều này sẽ giúp ta tìm thấy sự an lạc trong chính bản thân mình, trong từng giây phút sống động của cuộc đời. 3. Tìm thấy bình yên giữa sự vô thường. Tìm thấy bình yên giữa sự vô thường là một trong những bài học quan trọng mà Đức Phật đã dạy cho chúng ta. Trong cuộc sống, mọi thứ xung quanh đều liên tục biến đổi, từ môi trường sống cho đến tâm trạng con người, từ các mối quan hệ xã hội đến tình trạng sức khỏe. Không có gì là cố định hay bất biến, và chính điều này khiến cho nhiều người cảm thấy lo lắng, bất an. Tuy nhiên, thay vì chán nản hay tuyệt vọng trước sự thay đổi, chúng ta có thể học cách chấp nhận và tìm thấy bình yên trong chính những biến đổi đó. Khi ta hiểu rằng sự vô thường là bản chất của cuộc sống, tâm trí sẽ dần mở ra một khía cạnh mới. Hãy thử tưởng tượng rằng bạn đang sống trong một bầu không khí đầy mưa gió và bạn chờ đợi một ngày nắng đẹp. Thay vì gắn chặt với hy vọng, bạn có thể học cách tận hưởng những giọt mưa, cảm nhận sự tươi mát của không khí và nhìn nhận rằng mọi thời điểm đều có vẻ đẹp riêng của nó. Điều này giúp bạn không còn cảm thấy áp lực phải đạt được một hình mẫu nào đó, mà chỉ cần sống trọn vẹn với những gì hiện hữu. Sự thay đổi thường khiến con người lo sợ, vì nó thường đi kèm với những điều không chắc chắn. Mọi người dễ dàng bám víu vào những điều quen thuộc, từ công việc cho đến những người xung quanh. Nhưng sự thật là, khi chúng ta bám víu vào điều gì, chúng ta đang tạo ra một gánh nặng cho tâm hồn mình. Sự dính mắc này chỉ làm tăng thêm sự lo lắng và sợ hãi mỗi khi đối diện với những biến đổi. Đức Phật đã nói, cái gì được sinh ra đều phải chết. Khi nhận thức được điều này, chúng ta có thể học cách buông bỏ những điều không cần thiết và sống với hiện tại. Khi không còn bám víu vào bất kỳ điều gì, tâm trí của chúng ta sẽ trở nên thanh thản hơn. Hãy thử áp dụng một số phương pháp giúp bạn đối diện với sự vô thường. Một trong những cách hiệu quả nhất là thiền.
Thiền không chỉ giúp tâm trí được tĩnh lặng, mà còn giúp chúng ta nhận ra rằng mọi suy nghĩ, cảm xúc đều là tạm thời. Khi ngồi thiền, bạn có thể trải nghiệm sự xuất hiện và biến mất của những suy nghĩ như những làn sóng trong đại dương. Chỉ cần quan sát mà không cần phải dính mắc vào chúng. Chấp nhận sự vô thường còn giúp chúng ta trở nên linh hoạt hơn trong suy nghĩ và hành động. Khi mọi thứ thay đổi, nếu chúng ta đã quen với việc thích nghi với biến đổi, chúng ta sẽ cảm thấy bình yên hơn. Ví dụ, trong công việc, khi một dự án không diễn ra như mong đợi, thay vì hoảng loạn hay đổ lỗi cho người khác, hãy nhìn nhận vấn đề từ nhiều góc độ và tìm ra giải pháp thay thế. Việc này không chỉ giúp bạn giải quyết vấn đề một cách hiệu quả, mà còn giúp tâm hồn bạn được an yên hơn. Sự nhận thức về sự vô thường cũng giúp chúng ta đánh giá cao những điều tốt đẹp mà cuộc sống mang lại. Khi biết rằng mọi khoảnh khắc đều có thể trôi qua nhanh chóng, chúng ta sẽ học cách trân trọng những mối quan hệ, những giây phút vui vẻ bên gia đình và bạn bè. Hãy dành thời gian cho những người bạn yêu thương, trò chuyện với họ và cùng nhau tạo ra những kỷ niệm đẹp. Đó chính là những giá trị bền vững mà không một sự thay đổi nào có thể lấy đi được. Trong Phật giáo, khái niệm vô thường không chỉ là một bài học về cuộc sống, mà còn là một phương pháp để tìm kiếm an lạc. Đức Phật dạy rằng, sự khổ đau phát sinh từ sự bám víu vào những thứ không bền vững. Khi chúng ta không còn bám víu vào điều gì, không còn lo lắng về tương lai hay tiếc nuối về quá khứ, tâm sẽ trở nên nhẹ nhàng và tự do. Chúng ta có thể sống trong hiện tại, nơi mà mọi thứ đều đang diễn ra. Để có thể tìm thấy bình yên giữa sự vô thường, hãy thường xuyên tự hỏi bản thân, điều gì thực sự quan trọng đối với tôi? Hãy xác định những giá trị cốt lõi của bản thân và hướng tới chúng trong từng khoảnh khắc. Điều này sẽ giúp bạn sống một cuộc đời có mục đích và ý nghĩa, bất chấp những biến đổi xung quanh. Hãy nhớ rằng, sự vô thường không phải là một điều tiêu cực. Nó cũng chính là động lực, giúp chúng ta phát triển và hoàn thiện bản thân. Khi bạn chấp nhận rằng mọi thứ đều có thể thay đổi, bạn sẽ có thêm sức mạnh để vượt qua những khó khăn và thử thách. Điều này không chỉ tạo ra sự an lạc trong tâm hồn, mà còn khuyến khích bạn sống tích cực hơn mỗi ngày. Chúng ta đều có thể tìm thấy sự bình yên giữa những biến đổi không ngừng của cuộc sống. Chỉ cần chúng ta hiểu và chấp nhận sự vô thường, không còn bám víu vào điều gì, tâm hồn sẽ trở nên thanh thản. Sống trong từng khoảnh khắc, yêu thương và trân trọng những gì đang có. Đó chính là chìa khóa để chúng ta mở ra cánh cửa bình yên trong lòng mình. Việc tìm kiếm bình yên giữa sự vô thường không phải là một hành trình dễ dàng. Nó đòi hỏi sự kiên nhẫn và thực hành liên tục. Tuy nhiên, chính trong quá trình này, chúng ta sẽ phát hiện ra sức mạnh tiềm ẩn của bản thân và khả năng tìm thấy hạnh phúc trong những điều đơn giản nhất. Hãy dũng cảm chấp nhận sự thay đổi. Và bạn sẽ thấy rằng bình yên không nằm ở đâu xa, mà luôn hiện hữu trong chính tâm hồn bạn. Khi Đức Phật đã nói, khi ta biết rõ cuộc đời là vô thường, ta sẽ học cách sống với tâm buông bỏ và không còn sợ hãi trước sự mất mát. Ngài đã khéo léo chỉ ra một chân lý sâu sắc trong cuộc sống. Sự vô thường không chỉ là một khái niệm trừu tượng trong triết lý Phật giáo, mà còn là một thực tế mà mỗi chúng ta đều phải đối mặt hàng ngày. Cuộc đời, với tất cả những thành công, thất bại, hạnh phúc và đau khổ, luôn biến đổi không ngừng. Chính việc nhận thức và chấp nhận điều này sẽ mở ra cánh cửa cho sự bình an và an lạc trong tâm hồn. Để hiểu rõ hơn về khái niệm này, hãy xem xét một ví dụ từ cuộc sống hàng ngày. Một buổi sáng đẹp trời, bạn có thể thức dậy với tâm trạng phấn chấn, sẵn sàng đón nhận những thử thách mới. Nhưng chỉ một vài giờ sau, bạn có thể phải đối diện với những khó khăn, áp lực trong công việc hoặc những xung đột trong mối quan hệ cá nhân. Sự thay đổi tâm trạng này diễn ra nhanh chóng và không ai có thể dự đoán được. Nếu bạn gắn bó với cảm xúc tích cực, lo lắng về việc phải duy trì nó, bạn sẽ nhanh chóng cảm thấy thất vọng. Nhưng nếu bạn hiểu rằng mọi cảm xúc đều là tạm thời, bạn sẽ dễ dàng chấp nhận chúng mà không cảm thấy bị cuốn vào dòng xoáy của cảm xúc. Khi ta học được cách buông bỏ, điều đó không có nghĩa là từ bỏ mọi thứ. Trái lại, buông bỏ là một nghệ thuật sống, là khả năng nhìn nhận cuộc sống với sự thông cảm và hiểu biết. Khi không còn sợ hãi trước sự mất mát, chúng ta có thể trải nghiệm cuộc sống một cách trọn vẹn hơn. Điều này cũng nhắc nhở chúng ta rằng mọi thứ trong cuộc sống đều có giá trị riêng của nó. Cho dù đó là những điều nhỏ bé hay vĩ đại, hãy xem xét một tình huống khi mất mát xảy ra. Có thể đó là sự ra đi của một người thân yêu. Điều này thường mang lại nỗi đau sâu sắc và cảm giác trống rỗng. Nhưng nếu chúng ta nhìn nhận cái chết như một phần tự nhiên của vòng đời, như Đức Phật đã dạy, chúng ta sẽ thấy rằng cuộc sống của người đó
mặc dù ngắn ngủi vẫn đầy ý nghĩa. Những kỷ niệm đẹp và những bài học mà họ để lại cho chúng ta sẽ mãi mãi sống trong tâm trí. Chính từ đó, chúng ta có thể tìm thấy sự bình an trong tâm hồn và trân trọng từng khoảnh khắc của cuộc sống. Bên cạnh việc buông bỏ, việc nuôi dưỡng trí tuệ và lòng từ bi cũng là một phần thiết yếu trong hành trình tìm kiếm bình an. Trí tuệ ở đây không chỉ đơn thuần là kiến thức, mà còn là khả năng nhận thức sâu sắc về bản chất của cuộc sống. Khi hiểu rõ rằng mọi thứ đều có thể thay đổi, chúng ta sẽ không còn cảm thấy bất an hay lo sợ. Trí tuệ giúp chúng ta nhìn nhận vấn đề từ nhiều khía cạnh khác nhau, từ đó đưa ra quyết định sáng suốt hơn trong cuộc sống. Lòng từ bi, một yếu tố quan trọng trong giáo lý Phật giáo, cũng đóng vai trò quyết định trong việc tạo ra sự bình an. Từ bi không chỉ là sự thương cảm đối với người khác, mà còn là khả năng tha thứ cho chính mình. Khi ta có lòng từ bi, ta sẽ dễ dàng chấp nhận những sai lầm và thất bại của bản thân, đồng thời cũng có thể mở lòng với những nỗi đau và khó khăn mà người khác đang trải qua. Điều này tạo ra một môi trường sống hòa bình, nơi mọi người có thể hỗ trợ và nâng đỡ lẫn nhau. Tìm kiếm bình an trong thế giới đầy biến động này không phải là một nhiệm vụ đơn giản. Nó đòi hỏi sự nỗ lực và kiên trì. Nhưng khi bạn có được nó, bạn sẽ cảm nhận được sức mạnh tiềm ẩn trong bản thân. Bạn sẽ trở nên mạnh mẽ hơn trước những thử thách. Và thay vì cảm thấy căng thẳng khi cuộc sống không diễn ra như mong đợi, bạn sẽ thấy nhẹ nhõm và dễ dàng chấp nhận mọi thay đổi. Có thể có những lúc bạn cảm thấy tuyệt vọng, nhưng hãy nhớ rằng sự tuyệt vọng cũng chỉ là một trạng thái tạm thời. Giống như mọi thứ khác, nó sẽ qua đi. Khi bạn nhận thức được điều này, bạn sẽ dễ dàng vượt qua những thời khắc khó khăn và tìm thấy ánh sáng trong bóng tối. Ngoài ra, hãy dành thời gian để thực hành thiền định. Thiền không chỉ giúp tâm trí được thanh tịnh, mà còn giúp bạn nhận ra rằng mọi cảm xúc và suy nghĩ đều là tạm thời. Bạn có thể học cách quan sát mà không cần phản ứng. Điều này sẽ giúp tâm hồn bạn bình an hơn. Khi bạn thực hành thiền định một cách thường xuyên, bạn sẽ trở thành một người nhạy bén hơn, hiểu rõ về chính bản thân và thế giới xung quanh. Cuối cùng, hãy nhớ rằng, tìm thấy bình an giữa những biến đổi không ngừng của cuộc sống là một hành trình, không phải là đích đến. Hãy tận hưởng quá trình này và sống trọn vẹn với từng khoảnh khắc, học hỏi từ mỗi trải nghiệm và không ngừng phát triển bản thân. Như Đức Phật đã dạy, chúng ta có thể tìm thấy sự bình an thực sự trong tâm hồn, nơi mà không có sự lay động nào có thể xâm phạm. Chấp nhận sự vô thường, buông bỏ nỗi sợ hãi, nuôi dưỡng trí tuệ và lòng từ bi chính là chìa khóa để mở ra cánh cửa bình an trong cuộc sống. Hãy sống với tâm hồn cởi mở, yêu thương và từ bi, và bạn sẽ thấy rằng cuộc sống này không chỉ đầy thử thách mà còn rất đẹp đẽ. Tóm lại, cuộc sống vốn dĩ như một cơn gió thoảng qua, một khoảnh khắc thoáng qua giữa dòng thời gian vô tận. Mỗi chúng ta đều trải qua một hành trình ngắn ngủi nhưng đầy biến đổi trong cái gọi là cõi trần. Đức Phật đã dạy rằng mọi vật trên đời đều vô thường, không có gì tồn tại mãi mãi. Nhận thức về sự vô thường này không chỉ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về cuộc sống, mà còn giúp chúng ta sống trọn vẹn hơn với từng khoảnh khắc hiện tại. Sự vô thường hiện diện trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Hãy nhìn vào một ngày bình thường, từ những điều nhỏ nhặt như ánh sáng mặt trời chiếu qua khung cửa sổ đến những mối quan hệ mà chúng ta tạo dựng. Tất cả đều có thể thay đổi trong chớp mắt. Một khoảnh khắc, bạn có thể cảm thấy vui vẻ bên bạn bè. Nhưng chỉ vài phút sau, một tin xấu có thể làm bạn lo lắng. Khi hiểu rằng mọi thứ đều thay đổi, bạn sẽ dễ dàng hơn trong việc chấp nhận cảm xúc của mình mà không phải lo sợ mất mát hay đau khổ. Chúng ta thường gắn bó quá nhiều với những điều tạm bợ của cuộc sống. Những vật chất, quyền lực hay thậm chí là các mối quan hệ đều có thể tan biến trong chớp mắt. Đức Phật đã nhấn mạnh rằng tất cả đều là hư ảo. Nếu bạn tìm kiếm hạnh phúc trong những điều này, bạn sẽ luôn cảm thấy không đủ và sẽ phải đối diện với nỗi đau mỗi khi chúng biến mất. Đó là lý do vì sao việc buông bỏ trở nên cần thiết. Buông bỏ không có nghĩa là từ bỏ mọi thứ, mà là nhận thức rằng không có gì là vĩnh cửu. Từ đó bạn sẽ không còn dính mắc vào những hư ảo của thế gian. Khi chúng ta không còn chấp chặt vào những điều tạm thời, tâm hồn sẽ trở nên nhẹ nhàng và thanh thản hơn. Sự bình yên trong tâm hồn đến từ việc sống trọn vẹn với hiện tại. Hãy nghĩ đến một trải nghiệm mà bạn đã có. Có thể là một buổi đi dạo trong công viên, một cuộc trò chuyện sâu sắc với người bạn thân, hay một khoảnh khắc bạn ngắm nhìn bầu trời đầy sao. Những khoảnh khắc này, tuy nhỏ bé, nhưng lại chứa đựng sự an lạc và hạnh phúc thật sự. Chúng ta chỉ cần mở lòng và nhận thức về chúng để tìm thấy giá trị của cuộc sống.
Thực tế, sự tạm bợ của cuộc sống không phải là điều tiêu cực, mà trái lại, nó cho phép chúng ta thấy được giá trị của từng khoảnh khắc. Chúng ta cần phải học cách quý trọng những điều nhỏ nhặt, những niềm vui giản dị và cả những thử thách. Đôi khi, chính những khó khăn và mất mát lại giúp ta nhận ra sự quan trọng của những gì chúng ta đang có. Chúng ta sẽ học hỏi, trưởng thành và trở nên mạnh mẽ hơn từ những trải nghiệm đó. Một cách để nuôi dưỡng sự an lạc trong tâm hồn là thực hành chánh niệm. Chánh niệm giúp chúng ta quay về với hiện tại, nhận diện và chấp nhận cảm xúc, suy nghĩ mà không phán xét. Khi thực hành chánh niệm, bạn sẽ nhận ra rằng không có gì trong cuộc sống này là vĩnh viễn, và chính điều này giúp bạn sống đầy đủ hơn với từng khoảnh khắc. Bạn sẽ không còn lo lắng về tương lai hay hối tiếc về quá khứ. Tâm trí bạn sẽ trở nên thanh tịnh, không bị ràng buộc bởi những suy nghĩ tiêu cực hay nỗi sợ hãi. Thêm vào đó, việc nuôi dưỡng lòng từ bi cũng là một phần thiết yếu trong hành trình tìm kiếm an lạc. Từ bi không chỉ dành cho những người khác, mà còn cho chính bản thân bạn. Khi bạn biết yêu thương và chấp nhận bản thân, bạn sẽ dễ dàng hơn trong việc chấp nhận những thiếu sót và sai lầm của mình. Điều này cũng có nghĩa là bạn không nên quá khắt khe với bản thân khi gặp khó khăn hay thất bại. Thay vào đó, hãy coi đó là những bài học quý giá giúp bạn trưởng thành hơn. Những câu chuyện của các vị thánh hiền trong lịch sử thường truyền cảm hứng cho chúng ta. Đức Phật với những bài giảng về sự vô thường đã khơi gợi trong mỗi người sự hiểu biết sâu sắc về cuộc sống. Ngài đã sống một cuộc đời giản dị, không bám víu vào vật chất hay danh vọng. Điều Ngài hướng đến là sự giác ngộ và tự do khỏi những ràng buộc của thế gian. Chính từ sự giác ngộ ấy, Ngài đã tìm thấy niềm an lạc thực sự. Hãy để mỗi ngày là một cơ hội để bạn sống trọn vẹn, không chỉ cho bản thân mà còn cho những người xung quanh. Bạn có thể thực hành lòng từ bi bằng cách chia sẻ tình yêu thương và sự quan tâm với mọi người. Khi bạn dành thời gian để lắng nghe, chia sẻ và giúp đỡ người khác, bạn sẽ cảm nhận được sự kết nối và bình an trong tâm hồn. Hãy coi cuộc sống là một hành trình, nơi mỗi bước đi đều mang lại bài học và trải nghiệm quý giá. Khi nhận thức rõ về sự vô thường, chúng ta sẽ không còn thấy cuộc đời là một chuỗi những điều đáng sợ hay khổ đau. Ngược lại, chúng ta sẽ khám phá ra rằng cuộc sống chính là một cơ hội để trưởng thành, để yêu thương và để tìm thấy sự an lạc trong tâm hồn. Điều này không chỉ là lý thuyết mà là thực tế, mà mỗi người đều có thể trải nghiệm. Chúng ta hãy sống từng khoảnh khắc với lòng biết ơn và trân trọng, không để những lo âu hay nỗi sợ hãi lấn át tâm trí. Hãy nhận ra rằng cuộc đời này như một cơn gió sẽ qua đi, nhưng chính trong từng khoảnh khắc ấy, bạn có thể tìm thấy hạnh phúc và sự bình an mà không cần phải tìm kiếm ở nơi đâu khác. Chỉ cần bạn mở lòng và đón nhận cuộc sống với tất cả những gì nó mang lại, bạn sẽ thấy rằng mọi điều đều trở nên đẹp đẽ và có ý nghĩa hơn. Sự giác ngộ, theo quan điểm của Đức Phật, không phải là việc từ bỏ cuộc sống hay chối bỏ thực tại, mà là quá trình thấu hiểu sâu sắc về bản chất vô thường của cuộc sống. Vô thường, hay Anicca trong tiếng Pali, là một khái niệm cốt lõi trong giáo lý Phật giáo, nhấn mạnh rằng mọi thứ trong cuộc sống đều thay đổi và không có gì tồn tại mãi mãi. Hiểu được điều này không chỉ giúp ta sống trọn vẹn hơn, mà còn mở ra con đường dẫn đến sự giải thoát và hạnh phúc đích thực. Mỗi ngày trôi qua, chúng ta đều chứng kiến sự chuyển mình không ngừng của mọi thứ xung quanh. Cây cối thay lá, thời tiết thay đổi, và thậm chí là chính cảm xúc của chúng ta cũng không ngừng thay đổi. Nếu chúng ta bám víu vào những điều này, như thể chúng sẽ không bao giờ thay đổi, chúng ta sẽ luôn cảm thấy bất an và đau khổ. Thực tế, cuộc sống đầy rẫy những điều không chắc chắn và không thể kiểm soát, và chính sự nhận thức này giúp ta thoát khỏi những ràng buộc của sự dính mắc. Hãy xem xét một ví dụ đơn giản từ cuộc sống hàng ngày. Một buổi chiều trời mưa, bạn có thể cảm thấy buồn vì kế hoạch đi chơi bị hủy bỏ. Tuy nhiên, nếu bạn chấp nhận rằng mưa là một phần tự nhiên của cuộc sống, bạn có thể tìm thấy niềm vui trong việc ở nhà, đọc sách hay thưởng thức một tách trà nóng. Khi bạn buông bỏ những mong đợi và kỳ vọng của bản thân, bạn sẽ cảm thấy tự do hơn và có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn. Một khía cạnh quan trọng trong việc sống trọn vẹn là khả năng chấp nhận cảm xúc của bản thân mà không phán xét. Đức Phật đã dạy rằng, cảm xúc như hạnh phúc, buồn bã, giận dữ hay lo lắng đều là những trạng thái tâm lý tự nhiên. Chúng đến và đi, và nếu chúng ta không dính mắc vào chúng sẽ tự tan biến. Việc buông bỏ không có nghĩa là ngó lơ hay không cảm nhận những cảm xúc này, mà là nhận thức rằng chúng chỉ là một phần của cuộc sống và không phải là bản thân chúng ta.
Khi hiểu và chấp nhận sự vô thường, bạn sẽ bắt đầu thấy rõ giá trị của từng khoảnh khắc trong cuộc sống. Cuộc sống không chỉ đơn giản là một chuỗi các sự kiện, mà là một hành trình với những trải nghiệm quý giá. Hãy sống với lòng biết ơn cho những gì bạn đang có ngay lúc này, cho những mối quan hệ xung quanh và cho những khoảnh khắc nhỏ bé mà bạn có thể đã bỏ lỡ trong guồng quay hối hả của cuộc sống. Nhìn nhận sự vô thường còn mang lại cho chúng ta một quan điểm mới về cái chết. Thay vì sợ hãi cái chết, khi chúng ta hiểu rằng nó là một phần tự nhiên của vòng đời, chúng ta sẽ có thể sống trọn vẹn hơn. Cái chết không phải là kết thúc, mà chỉ là một sự chuyển tiếp, một giai đoạn khác trong hành trình tâm linh của chúng ta. Chúng ta nên sống với ý thức rằng mỗi khoảnh khắc đều quý giá và không có gì là vĩnh viễn. Từ đó sẽ khiến ta trân trọng hơn những điều xung quanh. Trong giáo lý của Phật giáo, việc nuôi dưỡng lòng từ bi và trí tuệ cũng là một phần thiết yếu trong hành trình giác ngộ. Từ bi không chỉ dành cho người khác mà còn cho chính bản thân mình. Khi chúng ta biết yêu thương và chăm sóc bản thân, chúng ta sẽ có khả năng yêu thương người khác một cách chân thành hơn. Đức Phật từng nói, từ bi và trí tuệ không thể tách rời. Sự thấu hiểu về bản chất vô thường của cuộc sống sẽ thúc đẩy lòng từ bi trong ta, giúp ta chấp nhận những khó khăn của bản thân và của người khác mà không phán xét. Chấp nhận sự vô thường không phải là từ bỏ, mà là sống trọn vẹn hơn với những gì đang diễn ra xung quanh ta. Khi bạn học cách buông bỏ và sống trọn vẹn, tâm trí bạn sẽ trở nên thanh thản hơn, không còn lo lắng hay sợ hãi về những điều không thể kiểm soát. Điều này cho phép bạn tập trung vào những gì thực sự quan trọng, việc kết nối với bản thân và những người xung quanh, nuôi dưỡng những mối quan hệ và trải nghiệm sâu sắc. Câu chuyện của những người đã đạt được sự giác ngộ là minh chứng cho sức mạnh của sự chấp nhận và buông bỏ. Họ không sống trong một thế giới không thực, mà trái lại, họ sống một cách rất thực tế, với một cái nhìn sâu sắc về cuộc sống và những người xung quanh. Họ hiểu rằng không có gì là vĩnh viễn, nhưng chính trong sự vô thường đó, họ đã tìm thấy sự bình yên sâu thẳm trong tâm hồn. Một khi bạn nhận ra rằng chính sự vô thường là con đường dẫn đến sự giải thoát và hạnh phúc chân thực, bạn sẽ thấy cuộc sống trở nên đầy màu sắc hơn. Mỗi khoảnh khắc sẽ trở nên có ý nghĩa và bạn sẽ không còn cảm thấy bị ràng buộc bởi những điều không cần thiết. Hãy mở lòng đón nhận từng phút giây và bạn sẽ tìm thấy bình an trong tâm hồn giữa những biến động của cuộc sống. Cuối cùng, hãy nhớ rằng hành trình giác ngộ không phải là mục đích đến, mà là một quá trình liên tục của việc khám phá và nhận thức. Hãy cho phép bản thân đi qua những thăng trầm, để mỗi bước đi đều trở thành một bài học quý giá. Vô thường là bản chất tự nhiên, và trong chính sự vô thường đó, ta tìm thấy sự bình yên mà chúng ta luôn tìm kiếm. Trong Kinh Tứ Niệm Xứ, Đức Phật đã nhấn mạnh một thực tế không thể chối cãi. Thế giới này luôn biến đổi, không có gì là vĩnh cửu. Những lời dạy này không chỉ là triết lý, mà còn là kim chỉ nam cho việc sống tỉnh thức trong một thế giới đầy biến động. Từ xưa đến nay, con người vẫn thường bám víu vào những điều tạm bợ và hư ảo của cuộc sống, mà không nhận ra rằng mọi thứ đều đang trong trạng thái biến đổi liên tục. Hiểu và áp dụng những lời dạy này sẽ giúp chúng ta có một cái nhìn sâu sắc hơn về cuộc sống, từ đó sống một cách trọn vẹn và an lạc hơn. Sự biến đổi là điều không thể tránh khỏi trong cuộc sống. Mỗi giây phút trôi qua, mọi thứ đều thay đổi. Cây cối ra hoa rồi tàn, những kỷ niệm đẹp có thể phai mờ theo thời gian, và chính bản thân chúng ta cũng không ngừng lớn lên và già đi. Sự vô thường này không chỉ là một khái niệm trừu tượng, mà là thực tế sống động mà chúng ta phải đối mặt mỗi ngày. Khi nhận thức rõ về sự biến đổi này, chúng ta sẽ không còn đắm chìm trong những ảo tưởng về cõi trần, mà thay vào đó, chúng ta sẽ học cách sống tỉnh thức và chấp nhận mọi thứ như chúng đang diễn ra. Nhiều người trong chúng ta có xu hướng tìm kiếm sự ổn định và bám víu vào những điều mà chúng ta cho là quan trọng, như công việc, mối quan hệ hay tài sản. Tuy nhiên, chính sự bám víu này lại là nguồn gốc của đau khổ. Khi những điều chúng ta gắn bó có thể mất đi, nỗi đau và sự tuyệt vọng sẽ theo đó mà đến. Nhận thức được rằng không có gì là vĩnh cửu giúp chúng ta thoát khỏi những ràng buộc này. Thay vì sống trong lo âu về những điều sẽ qua đi, chúng ta có thể sống trọn vẹn trong từng khoảnh khắc hiện tại. Đức Phật đã dạy rằng, để sống tỉnh thức, chúng ta cần phát triển lòng chú ý đến từng khoảnh khắc của cuộc sống. Việc này có thể được thực hiện qua thực hành thiền định và chánh niệm. Chánh niệm giúp chúng ta nhận biết những gì đang xảy ra xung quanh
giúp chúng ta sống với ý thức và trách nhiệm hơn. Khi chúng ta biết chánh niệm, chúng ta sẽ không bị cuốn vào những suy nghĩ tiêu cực hay những lo lắng về tương lai. Thay vào đó, chúng ta có thể trải nghiệm cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Một cách hiệu quả để thực hành chánh niệm là thông qua việc chú tâm vào hơi thở. Khi bạn ngồi xuống và hít thở sâu, hãy để tâm trí bạn lắng lại và chú ý đến từng nhịp thở. Hơi thở là cầu nối giữa cơ thể và tâm trí, và việc chú tâm vào nó giúp chúng ta quay về với hiện tại. Mỗi khi bạn cảm thấy căng thẳng hoặc lo âu, hãy dành một chút thời gian để tập trung vào hơi thở của mình. Qua đó, bạn sẽ nhận ra rằng mọi thứ sẽ qua đi và chỉ có khoảnh khắc hiện tại là quan trọng. Trong khi sống tỉnh thức, điều cần thiết là chúng ta phải giữ vững tâm thái của mình, không bị dao động trước những thăng trầm của cuộc sống. Cuộc sống không chỉ có những khoảnh khắc vui vẻ, mà còn có cả những nỗi buồn, khó khăn. Những lúc khó khăn này sẽ đến và đi, nhưng nếu chúng ta giữ vững tâm trí, chúng ta sẽ vượt qua chúng một cách dễ dàng hơn. Đức Phật đã chỉ ra rằng, sự đau khổ là không thể tránh khỏi, nhưng sự đau khổ không phải là định mệnh. Nó chỉ là một phần của cuộc sống, và cách mà chúng ta phản ứng với nó mới là điều quan trọng. Cuối cùng, hãy nhớ rằng hành trình giác ngộ không phải là một đích đến, mà là một quá trình liên tục của việc khám phá và nhận thức. Hãy cho phép bản thân đi qua những thăng trầm, để mỗi bước đi đều trở thành một bài học quý giá. Vô thường là bản chất tự nhiên, và trong chính sự vô thường đó, ta tìm thấy sự bình yên mà chúng ta luôn tìm kiếm. Trong Kinh Tứ Niệm Xứ, Đức Phật đã nhấn mạnh một thực tế không thể chối cãi: thế giới này luôn biến đổi, không có gì là vĩnh cửu. Những lời dạy này không chỉ là triết lý mà còn là kim chỉ nam cho việc sống tỉnh thức trong một thế giới đầy biến động. Từ xưa đến nay, con người vẫn thường bám víu vào những điều tạm bợ và hư ảo của cuộc sống mà không nhận ra rằng mọi thứ đều đang trong trạng thái biến đổi liên tục. Hiểu và áp dụng những lời dạy này sẽ giúp chúng ta có một cái nhìn sâu sắc hơn về cuộc sống, từ đó sống một cách trọn vẹn và an lạc hơn. Sự biến đổi là điều không thể tránh khỏi trong cuộc sống. Mỗi giây phút trôi qua, mọi thứ đều thay đổi. Cây cối ra hoa rồi tàn. Những kỷ niệm đẹp có thể phai mờ theo thời gian. Và chính bản thân chúng ta cũng không ngừng lớn lên và già đi. Sự vô thường này không chỉ là một khái niệm trừu tượng, mà là thực tế sống động mà chúng ta phải đối mặt mỗi ngày. Khi nhận thức rõ về sự biến đổi này, chúng ta sẽ không còn đắm chìm trong những ảo tưởng về cõi trần, mà thay vào đó, chúng ta sẽ học cách sống tỉnh thức và chấp nhận mọi thứ như chúng đang diễn ra. Nhiều người trong chúng ta có xu hướng tìm kiếm sự ổn định và bám víu vào những điều mà chúng ta cho là quan trọng, như công việc, mối quan hệ hay tài sản. Tuy nhiên, chính sự bám víu này lại là nguồn gốc của đau khổ. Khi những điều chúng ta gắn bó có thể mất đi, nỗi đau và sự tuyệt vọng sẽ theo đó mà đến. Nhận thức được rằng không có gì là vĩnh cửu giúp chúng ta thoát khỏi những ràng buộc này. Thay vì sống trong lo âu về những điều sẽ qua đi, chúng ta có thể sống trọn vẹn trong từng khoảnh khắc hiện tại. Đức Phật đã dạy rằng, để sống tỉnh thức, chúng ta cần phát triển lòng chú ý đến từng khoảnh khắc của cuộc sống. Việc này có thể được thực hiện qua thực hành thiền định và chánh niệm. Chánh niệm giúp chúng ta nhận biết những gì đang xảy ra xung quanh, giúp chúng ta sống với ý thức và trách nhiệm hơn. Khi chúng ta biết chánh niệm, chúng ta sẽ không bị cuốn vào những suy nghĩ tiêu cực hay những lo lắng về tương lai. Thay vào đó, chúng ta có thể trải nghiệm cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Một cách hiệu quả để thực hành chánh niệm là thông qua việc chú tâm vào hơi thở. Khi bạn ngồi xuống và hít thở sâu, hãy để tâm trí bạn lắng lại và chú ý đến từng nhịp thở. Hơi thở là cầu nối giữa cơ thể và tâm trí, và việc chú tâm vào nó giúp chúng ta quay về với hiện tại. Mỗi khi bạn cảm thấy căng thẳng hoặc lo âu, hãy dành một chút thời gian để tập trung vào hơi thở của mình. Qua đó, bạn sẽ nhận ra rằng mọi thứ sẽ qua đi, và chỉ có khoảnh khắc hiện tại là quan trọng. Trong khi sống tỉnh thức, điều cần thiết là chúng ta phải giữ vững tâm thái của mình, không bị dao động trước những thăng trầm của cuộc sống. Cuộc sống không chỉ có những khoảnh khắc vui vẻ, mà còn có cả những nỗi buồn, khó khăn. Những lúc khó khăn này sẽ đến và đi, nhưng nếu chúng ta giữ vững tâm trí, chúng ta sẽ vượt qua chúng một cách dễ dàng hơn. Đức Phật đã chỉ ra rằng, sự đau khổ là không thể tránh khỏi, nhưng sự đau khổ không phải là định mệnh. Nó chỉ là một phần của cuộc sống, và cách mà chúng ta phản ứng với nó mới là điều quan trọng. Người trí không chỉ nhận thức được sự biến đổi, mà còn biết sống hòa hợp với nó. Họ biết rằng mọi thứ đều có lý do của nó.
Và trong những khó khăn, họ vẫn tìm thấy cơ hội để học hỏi và trưởng thành. Chúng ta có thể học từ những thất bại, từ những trải nghiệm đau thương, để trở thành những phiên bản tốt hơn của chính mình. Những khó khăn không phải là chướng ngại vật, mà là những bài học quý giá. Một trong những lợi ích lớn nhất của việc chấp nhận sự vô thường là khả năng yêu thương và sống hết mình. Khi biết rằng mọi thứ đều có thể thay đổi, chúng ta sẽ trân trọng từng khoảnh khắc bên những người thân yêu hơn. Hãy dành thời gian bên gia đình, bạn bè và những người quan trọng trong cuộc sống của bạn. Hãy nói những điều tốt đẹp với họ. Hãy thể hiện tình yêu thương của bạn. Khi bạn sống với tâm trạng biết ơn và yêu thương, bạn sẽ nhận ra rằng cuộc sống trở nên đẹp đẽ hơn bao giờ hết. Để áp dụng những lời dạy của Đức Phật vào cuộc sống hàng ngày, bạn có thể bắt đầu từ những điều đơn giản. Hãy thực hành chánh niệm trong từng hoạt động, từ việc ăn uống, đi bộ, cho đến việc giao tiếp với người khác. Khi bạn thực sự chú ý đến những gì đang diễn ra, bạn sẽ cảm thấy cuộc sống trở nên phong phú và đầy ý nghĩa. Hãy tìm kiếm sự bình yên trong những điều nhỏ bé nhất, như tiếng chim hót, mùi hương của cỏ cây hay ánh nắng ấm áp. Chúng ta cũng cần nhớ rằng, sự tỉnh thức không chỉ đơn thuần là việc nhận thức, mà còn là một sự thay đổi trong tâm thái. Điều này có nghĩa là chúng ta cần phải phát triển lòng từ bi đối với bản thân và người khác. Khi chúng ta sống với lòng từ bi, chúng ta sẽ dễ dàng chấp nhận sự vô thường và những đau khổ mà cuộc sống mang lại. Điều này không có nghĩa là chúng ta sẽ không cảm thấy đau buồn hay lo lắng, mà là chúng ta sẽ học cách đối diện với chúng một cách nhẹ nhàng hơn. Mỗi ngày, hãy nhắc nhở bản thân rằng, cuộc sống là một hành trình đầy biến đổi và không có gì là vĩnh cửu. Bằng cách sống tỉnh thức và chấp nhận những thay đổi, bạn sẽ tìm thấy sự bình an và hạnh phúc thực sự. Đời sống sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn khi bạn biết buông bỏ những điều không cần thiết và sống trọn vẹn với những gì bạn đang có. Khi bạn biết chấp nhận và yêu thương chính mình, bạn sẽ có khả năng yêu thương và chấp nhận người khác một cách chân thành hơn. Điều này sẽ dẫn bạn đến một mốc cuộc sống ý nghĩa, nơi mà mọi khoảnh khắc đều được trân trọng, và bạn sẽ thấy mình không còn bị giam cầm bởi những ảo tưởng về cõi trần. Thay vào đó, bạn sẽ là một người sống trọn vẹn, luôn sẵn sàng đối diện với những biến đổi của cuộc sống với tâm hồn an yên. Bạn đã từng nghĩ về sự vô thường trong cuộc sống của mình chưa? Có lẽ mỗi người trong chúng ta đều đã trải qua những khoảnh khắc mà mọi thứ thay đổi một cách bất ngờ. Những mất mát, dù lớn hay nhỏ, đều để lại dấu ấn trong tâm hồn chúng ta. Có thể là một mối quan hệ đã từng thân thiết, nhưng giờ đây đã xa cách, một công việc mà bạn yêu thích nhưng lại không còn nữa, hay đơn giản là những kỷ niệm đẹp đã phai mờ theo thời gian. Những điều đó không chỉ làm chúng ta cảm thấy đau đớn, mà còn giúp chúng ta nhận thức rõ ràng hơn về bản chất của cuộc sống. Từ những mất mát ấy, chúng ta học được nhiều bài học quý giá. Chúng ta nhận ra rằng cuộc sống không thể dự đoán, và mọi thứ đều có thể thay đổi trong chốc lát. Điều này khiến chúng ta trưởng thành hơn, biết quý trọng những gì mình đang có và tạo ra cơ hội để tìm kiếm niềm vui trong những điều giản dị. Mỗi lần đối diện với sự mất mát, chúng ta lại có cơ hội để nhìn nhận lại bản thân, xem xét lại những giá trị và ưu tiên trong cuộc sống của mình. Hãy bắt đầu bằng cách buông bỏ những điều nhỏ nhặt, có thể là những món đồ cũ, những ký ức không còn phục vụ cho bạn nữa, hay thậm chí là những suy nghĩ tiêu cực mà bạn đã mang theo suốt thời gian qua. Tập trung vào việc nuôi dưỡng tâm hồn và trí tuệ của chính mình. Thay vì chỉ mải mê tìm kiếm hạnh phúc trong những điều bên ngoài, hãy tìm kiếm sự bình an và hạnh phúc từ bên trong. Đọc sách, thiền định, hay chỉ đơn giản là dành thời gian cho bản thân để suy ngẫm, cũng là những cách tuyệt vời để nuôi dưỡng tâm hồn. Khi bạn đối diện với những thay đổi trong cuộc sống, hãy nhớ rằng đó chính là quy luật của vạn vật. Mọi thứ xung quanh chúng ta đều đang trong trạng thái biến đổi không ngừng. Hãy đón nhận sự vô thường như một phần tự nhiên của cuộc đời. Thay vì sợ hãi hay chống cự, hãy học cách chấp nhận và sống hòa hợp với nó. Đôi khi, chính sự thay đổi lại mang đến cho chúng ta những cơ hội mới, những trải nghiệm tuyệt vời mà chúng ta chưa từng nghĩ đến. Sống mỗi ngày với sự thấu hiểu sâu sắc về sự vô thường sẽ giúp bạn cảm thấy nhẹ nhàng và bình an hơn. Hãy tập trung vào từng khoảnh khắc hiện tại, trân trọng những gì đang xảy ra, dù là tốt hay xấu. Cuộc sống có thể không hoàn hảo, nhưng chính những điều không hoàn hảo đó lại làm nên vẻ đẹp riêng cho nó. Khi bạn hiểu và chấp nhận điều này, bạn sẽ cảm thấy tự do hơn, không còn bị ràng buộc bởi những lo lắng hay sợ hãi về tương lai. Hãy để lòng từ bi dẫn lối cho bạn trong hành trình này. Đừng chỉ dừng lại ở việc chấp nhận sự vô thường,
mà hãy mở rộng trái tim để yêu thương, cảm thông với những người xung quanh bạn. Hãy nhìn nhận những thay đổi trong cuộc sống không chỉ là mất mát mà còn là cơ hội để kết nối sâu sắc hơn với bản thân và với những người khác. Khi bạn thực sự sống với ý thức về sự vô thường, bạn sẽ thấy rằng cuộc sống trở nên phong phú và ý nghĩa hơn rất nhiều.